Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Hôm nay thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là các mẫu của Bonecati này, phiên bản Carnivan, Obelulo, Selco, Dominic và một vài thương hiệu khác nữa. Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Thực sự là hôm nay sẽ có rất nhiều các mẫu hàng đẹp độc lại cho cả nhà mình. Vì thế cho nên là các anh chị mọi người yêu thương thì có thể là nhận hàng, giới thiệu bạn bè để ủng hộ giúp em. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với phiên bản đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì em sẽ lên một cái bản của dòng Technomarine. Đây là một cái thương hiệu mà đến từ Mỹ. Đó, và ở cái phiên bản này thì nó sẽ có một cái thiết kế form nó rất là giống với cả của Rolex dòng Submariner. Ở bản này sẽ là bản pin và nó có 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Ô cửa sổ lịch thì sẽ có kính lúp nhé, và nó phóng đại đến 2,5 lần. Nên là mọi người xem giờ ấy thì cũng sẽ rất là dễ và rất là tiện. Với bộ kim cọc số này, sẽ có dạ quang ở trong điều kiện sáng kém này. Chi tiết niềng nhá, thì nó sẽ là niềng xoay này, núm ren này và đáy vặn. Thế cho nên là cái độ chống nước của nó rất là ok luôn. Và mọi người mà cần đến các phiên bản đồng hồ mà độ chống nước tốt thì em nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn cho cả nhà mình. Đấy, mặt bên trong này trải đều các đường vân xanh nhá, rất đẹp luôn đúng không ạ? Chi tiết niềng này, có đầy đủ phần thông số này, niềng răng cưa. Cái phần cạnh sườn thì nó cũng sẽ có, nó là làm theo kiểu sáng bóng, núm ren. Cái này mọi người nhớ lưu ý ren, đó là khi mà mọi người nhận hàng, các chị kiểm tra hàng ấy thì các anh chị nhớ xoáy cái núm này ra cho em nhé. Đấy, xoáy này, rút núm này, xoay này, đóng núm nhá. Và các anh chị vừa ấn, vừa xoáy cái núm này vào. Thì như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mọi người. Và đằng sau đáy thì nó sẽ có phần thông số, đó là nằm trong bộ sưu tập của dòng Simanta. Với độ chống nước là 20 ATM, tức là nó tương đương với cả 60 feet. Một cái độ chống nước phải nói thật sự là cực kỳ là ok luôn. Đấy, dây ở đây thì cái này nó hơi bong cái siêu ra rồi. Mẫu này thì chưa qua sử dụng nữa. Đấy, nhưng mà cái siêu này nó hơi bong ra một chút. Thì ở đây nhá, nó sẽ làm này. Cái này là bóng sáng nhá mọi người nhá, chứ không phải là bị phai màu đâu. Đây ạ, bóng này. Đó, theo từng góc cạnh ấy, nhìn ngoài thì nó sẽ ấy hơn. Đây này, nó sẽ như thế này này mọi người này. Ở hai bên này nó sẽ là phay xước, ở giữa thì có ba đường chỉ của nó sẽ là dạng sáng bóng. Chốt khóa này nguyên zin nhá. Đây là mặt sau đáy vặn. Tác của nó thì nó cũng sẽ có đầy đủ. Mẫu này có size mặt đó là size 41.3 và càng của phiên bản này là 50.2. Bản này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, về cái màu ấy thì mọi người sẽ hay sợ là các cái màu này nó sẽ bị bạc hay là gì đó. Nhưng mà mọi người hoàn toàn yên tâm, bởi vì là hàng chính hãng nên là các cái lớp mạ ấy, thì họ đã mạ rất là dày, rất là tốt, rất là bền rồi. Đấy, bởi vì là họ mạ nhiều lớp và nó thẩm, gần như là mọi người cảm giác giống như nó thẩm thấu vào bên trong từng cái thép luôn ý. Đấy, còn mọi người về sử dụng thì cũng vẫn là của bền tại người. Thì mọi người sử dụng tránh các chất tẩy rửa mạnh ra giúp em. Còn nếu mà để mọi người sử dụng bình thường thì màu của nó sẽ rất là bền nhá. Vì em cũng có về rất nhiều các bản mạ vàng rồi, và các anh chị cũng xem đến các video trước đó của em. Đấy, thì các cái bản mạ vàng đấy thì cái màu vàng của nó rất là sáng, rất là đẹp. Mặc dù là cũng đã có những cái mẫu đã qua sử dụng. Đấy, thì nói chung là mình sử dụng chỉ cần tránh chất tẩy rửa mạnh ra là ok thôi. Bản này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình, đó là 2 triệu. 2 triệu mã 611, mã hàng đầu tiên. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 612. Với phiên bản mã 612 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một phiên bản của Carnivan. Vẫn lại là một phiên bản của Carnivan, nhưng phiên bản Carnivan ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái thiết kế nó sẽ rất là đẹp nhá. Ở bản này thì em có về là full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Và cửa hàng bên em thì đang có tại ở 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp cửa hàng. Còn nếu như mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Thì hàng tới nơi mọi người vẫn cứ kiểm tra hàng thoải mái. Với bản Carnivan này, đây là một mẫu 3 kim, 2 lịch, kính sapphire, crystal, song nguyên khối. Và mọi người thấy là form, kiểu dáng rất là giống với cả của Rolex.
Ở bàn này nó sẽ có hai cái ô cửa sổ lịch thứ và lịch ngày ở góc 3 giờ. Thì nói chung là với hai cái ô cửa sổ lịch này thì nó cũng rất là tiện lợi cho các công việc của mọi người để có thể theo dõi giờ giấc, đúng không ạ? Độ chống nước của phiên bản này là 30m tương đương với cả 60 feet. Trên này là cọc la mã nhé. Kết hợp ở đây nó sẽ là các cọc đá. Thì các cọc đá này nó sẽ đều được ghim chấu toàn bộ, nên là mọi người sẽ không sợ là bị rơi hay rụng đá hay gì cả, bởi vì nó sẽ được ghim chấu hết bên trong này. Đấy, và nó vẫn đảm bảo được cái độ bắt sáng của nó rất là tốt nhé. Chi tiết điền này cũng được nạm đá này, được ghim chấu này. Cạnh sườn này cũng sẽ nạm đá nhé. Viền này, núm này. Đó, và dây. Dây thì bởi vì là thiết kế theo form của Rolex, vì thế cho nên là nó có một cái form theo kiểu dạng giống như là dây của dây tên của nó là Julibi hay là cái gì đó. Vì Rolex, trong dòng Rolex này nó có mấy loại dây, mấy dòng dây cơ mà người ta sẽ đặt tên cho từng dòng dây luôn. Đấy, thì ở đây thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Đây là bấm khóa này. Đằng sau đấy thì nó sẽ có thông số là độ chống nước by TM này. Mã check của nó là 8907. Với bản này sẽ sử dụng bộ máy Mi của Citizen 21 chân kính nhé. Đây là một cái bộ máy mà phải nói là rất là bền. Và mọi người cũng đều biết về cái thông số của các cái bộ máy Mizota của Citizen rồi, vì đây là bộ máy huyền thoại với tần số dao động là 21.600 VPH và thời gian chữ cót tối đa của nó sẽ là 38 tiếng. Mặt đen và màu của nó sẽ là màu hơi kiểu vàng hồng một chút xíu, rất là đẹp, dễ đeo, không kén ra tay. Xe 39.7 và càng của mẫu này là 48.3. Đây mọi người thấy đeo ăn tay này. Rất đẹp nha. Form của nó là form của Rolex. Đấy, đeo lên tay này. Cái mặt màu đen với cả cái màu đấy nhìn trông rất là đẹp, rất là hợp luôn. Đấy, mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi, mang đi tặng đều được. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.8 triệu. 3.800.000 mã 62. 3.8 triệu mã 62. Tag của nó đây đầy đủ nhá. In Sapphire này, Epoch Moment. Để chạm full hộp. Riêng cái hộp của Carnival ấy thì sẽ còn có cả một cái vỏ bên ngoài nữa để mọi người có thể mang đi tặng, thì nó cũng rất là đẹp, rất là luxury. Tiếp theo sang ở mã 63. 63 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái form vuông của Bonnet đi. Ở bản Bonnet với thiết kế mẫu vuông này này là một cái mẫu cực kỳ đẹp và rất là hot, dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to nhé. Vì là cái form vuông vuông này này, nó sẽ có size dao động xem nào, rơi vào tầm khoảng 41.4. Thế nhưng mà nó là form vuông nên là mọi người sẽ vẫn có một cái cảm giác là size của nó sẽ khá là to, chứ cũng không phải là bị nhỏ. Đấy, cái này thì dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút. Mặt kính sapphire nguyên khối. Đấy, lấy ý tưởng từ những chiếc gọi là siêu xe thể thao đúng không ạ? Nên là mọi người thấy là từ cái bộ chuyển động bên trong nhá, em thấy là gần như chưa có mẫu nào mà nó làm cái thiết kế nó giống cái trục ấy, cái cầu trục ấy ở xe ấy, nên mọi người không ạ? Đấy, và nó làm chéo như thế này, nó giống như cái phần động cơ, rất là hay. Phần lộ tim này, tim nó thì ở đây thì nó đang chạy và nó đang hoạt động liên tục. Đấy, một cái lồng tim và mọi người có thể quan sát lúc nào nó chạy nha. Coi như là nó thay cho phần kim dây. Bởi vì mọi người xem giờ ấy thì mọi người sẽ xem giờ ở cái vị trí phía bên trên này. Nó sẽ có kim giờ và phần kim phút. Núm thì nó sẽ là núm chéo. Dạ vâng. Cái bản này thật sự là đeo lên tay rất rất đẹp luôn, vì nó sẽ mang một phong cách thể thao nam tính mạnh mẽ và nó có thêm cả một cái sự phá cách ở trong phiên bản này nữa. Bên trong thì sẽ có dạ quang. Đây ạ, dạ quang này, ở phần kim và cọc số sẽ có dạ quang, kính sapphire. Đấy, được cố định bởi các cái đinh ốc mà hình đa giác ở đây. Phay xước này, phay xước nha. Đây ạ, logo tên thương hiệu của Bonnet. Và đằng sau đáy đây thì cũng sẽ có triện tên thương hiệu của Bonnet ở đằng sau. Với mã check của bản này đó là BG5804 này, độ chống nước của nó sẽ là by TM. Dây silicone. Thì cái dây silicone này thì mọi người đều biết rồi, bởi vì nó là dây của hãng nên là cái dây của họ rất là chất, rất là bền, độ đàn hồi tốt, ôm tay và không bị mùi giống như dây da. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả phần cái ô này, ô thông thoáng khí này. Thì các cái ô thông thoáng khí này thì đúng theo ý nghĩa của nó, đó là nó giúp cho thoáng cái cổ tay của mình ấy. Nó sẽ đỡ bị kiểu như là mồ hôi này. Và cái tay của mình lúc nào nó cũng sẽ thoáng khô ráo. Đấy, đây nhá, khóa này, nguyên zin này, mã này đầy đủ.
Bạn này cho các anh nam có cổ tay tầm 17 hoặc 17.5 trở lên cơ thì mọi người sẽ đeo ok. Mẫu này thì khi mà gửi đơn ý, thì sẽ bao gồm một cái hộp khá là to nhá. Mọi người thấy là hộp rất là to, nó phải rơi vào tầm khoảng độ gấp đôi, phải nó phải gấp 2.5 lần của các cái mẫu hộp khác đấy, chứ nó không hề nhỏ một chút nào đâu. Mọi người thấy là nhìn trên này thì cảm giác nhỏ nhưng mà nó choán hết cả một cái bàn like luôn. Đấy, và bên trong này thì em sẽ có để sổ thẻ đầy đủ bên trong và được tặng thêm cả một mô hình siêu xe thể thao nhé. Đấy, thì khi hàng tới nơi thì mọi người cứ mở ra các anh chị sẽ thấy cái hộp của nó rất đẹp, rất luxury luôn. Đây này, đây là một cái hộp nắp gập để các anh chị có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất ok hộp trưng bày. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.800.000 mã 63. 5.800.000 mã 63. Tiếp theo sang ở mã 614. 614 thì có khi là em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản pin đi, một cái bản pin nhá. Bản pin này là bản pin của Citizen này. Cái mẫu pin của Citizen ý, thì đây là một trong các cái phiên bản mà thiết kế 6 kim với màu mặt rất là đẹp. Đây là mẫu của dòng Eco Dry pin năng lượng mặt trời. Vì thế cho nên là cái tuổi thọ pin nó lâu ấy mà mình tiết kiệm được rất là nhiều các cái chi phí. Từ các chi phí thay pin nhá. Sau đó là pin thì mình không bởi vì là khi thay pin thì nó sẽ phải bỏ các cái pin cũ đi đúng không ạ? Và các pin cũ đến lúc mà xả ra khỏi môi trường thì nó sẽ rất là hại. Vì thế cho nên là với các cái dòng pin năng lượng ánh sáng mặt trời như thế này thì bây giờ là các gọi là dòng pin năng lượng mà được rất là được ưa chuộng luôn. Mọi người thấy là kể cả như quạt này đúng không ạ, hay đèn ấy, thì hiện tại bây giờ là người ta cũng đang chuyển dần sang để sử dụng kiểu như là các cái năng lượng tự nhiên rồi. Đó thì nó sẽ tiện. Với phiên bản Eco Dry pin năng lượng này thì đây là mẫu 6 kim. Nó sẽ có kim, đây là kim chỉ lịch ngày. Đây là kim chỉ lịch thứ. Dưới này của nó sẽ là kim 24 giờ một ngày. Thì như thế là mình sẽ biết được là cái thời gian này nó đang là ban ngày hay là ban đêm. Đó thì rất là tiện nhá. Và ở đây thì nó sẽ có kim giờ và kim phút, nó sẽ có dạ quang. Mặt bên trong ấy mọi người thấy không ạ, nó sẽ có các cái đường vân. Đấy, cái đường vân nhá, vân xanh nhá, xanh này. Nhưng mà khi mà ánh sáng nó chiếu vào nhá. Đấy, thì mọi người thấy không ạ, nó sẽ có cái đường vân dọc ngang. Nhìn rất là đẹp, nó giống như là các cái ô cửa sổ ấy. Toàn bộ phần viền này, sáng bóng này, cạnh này, phay xước, mặt trước nhá, mặt sau. Moment Japan, Citizen, kính Sapphire. Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối để giúp cho đồng hồ chống chảy chống xước rất là tốt. Mẫu này thì mang theo phong cách thanh lịch. Bộ máy sẽ sử dụng đó chính là module 8729 Citizen Eco Dry, độ chống nước là 10 TM. Đấy, dây Genu Laser, dây da chính hãng, size dây 23. Đó, chốt khóa nguyên zin, dây nâu tây rất là đẹp. Bản này thì sẽ có size mặt, đó là size 43.9. Càng của nó là 50.9, tức là 51. Nó sẽ không quá to mọi người nha. Vì khi mà đo ấy thì nó chỉ là một phần thôi. Nhưng khi mọi người đeo lên tay này, nó rất là ôm tay. Vì mình sẽ phải căn cứ cả vào thiết kế form càng của nó nữa, cái thiết kế đồng hồ nữa. Chứ mình không căn cứ vào là size mặt bao nhiêu hay là size càng bao nhiêu. Mà mình còn phải căn cứ cả vào cái form, form kiểu dáng. Đấy, ví dụ như ở bàn này mọi người thấy không ạ, nó khi mà mình đo ấy thì cảm giác nó sẽ rất là to. Nhưng mà khi em đeo lên tay, và tay em là tay 16.5, tức là bằng với cả cổ tay của các anh nam tay nhỏ thôi. Mà mọi người thấy là đeo lên tay này, nó đã rất ôm tay rồi. Thì mẫu này mà đẹp ấy thì các anh nam tầm từ tay 17 trở lên là mọi người đã đeo ok rồi. Đấy, chứ là không bị kén gì đâu nha mọi người nha. Đây là viền núm này, mặt trước mặt sau, dây chốt khóa. Ở đây thì nó cũng sẽ có các cái mã đầy đủ như thế này. Đấy, bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.500.000, 3.500.000 Citizen Eco Dry. Vì các cái dòng pin năng lượng mặt trời ấy, giá hãng của nó khá là cao đấy ạ. Nó phải tương đương với tầm hơn 7 triệu. Đấy, vì cái để mà tạo nên những cái phiên bản 6 kim pin năng lượng là nói chung là phải trải qua rất nhiều các cái sự kiểm định này, rồi là các cái quy trình từ là làm sao để hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời nhá, sau đó là nó chuyển hóa này, nó tích vào pin này,
Đấy, và tất cả các cái chức năng của nó phải hoạt động trơn tru. Nói chung là nó ở trong một cái phiên bản nhìn đơn giản này thôi, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều các cái tấm hấp thu năng lượng rồi chuyển hóa ở trong của cái bộ máy này. Đấy, đây là sổ đi kèm đầy đủ full hộp như thế này. Đấy thì mọi người mà nhận hàng, các anh chị mong mang đi tặng cũng sẽ rất là ok. Bản này là 3,5 triệu nhé, 3,5 triệu, mã 614 ạ. Tiếp theo sang ở mã 615. 615 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Selco đi. Mẫu của Selco nhá. Bởi vì cái bản Selco này là một cái phiên bản Selco cực kỳ đẹp. Đây là một phiên bản mà nằm trong bộ sưu tập, đó là Selco Princess Cocktail. Người ta đọc là cocktail hay là cái gì đó, nếu mà chuẩn tiếng Anh ấy, nhưng mà em thì không biết đọc đâu, nên là thôi thì nhìn như thế nào thì em sẽ đọc vậy, nên là đọc, nếu có đọc sai tiếng Anh thì mọi người cũng hết sức thông cảm giúp em nhé. Thì lấy ý tưởng từ gọi là cái văn hóa tập tục của người Nhật ấy, đó là người ta sẽ có cái sự thưởng thức nhâm nhi các cái ly cocktail đấy. Vì thế cho nên là Selco đã ra một cái bộ sưu tập, đó là sưu tập của dòng Princess Cocktail này. Và trong bộ sưu tập này thì nó có khá nhiều màu, chứ nó không chỉ đơn giản là có một cái màu đỏ này đâu, nó có khá nhiều màu đấy ạ. Nó có màu nâu nâu này, màu xanh, màu trắng này, còn mấy màu nữa cơ, khá nhiều. Em cũng không nhớ rõ hết của các cái màu đó, nhưng mà với bản của nằm trong bộ sưu tập đó thì cái màu đỏ này nó sẽ là màu mà đẹp nhất và bán chạy nhất. Mẫu này sẽ dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ. Ở bản em sẽ có về là full hộp nhá, giấy tờ sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Ở đây thì mọi người có thể thấy là hộp sổ này, đây là thẻ nhá, đây là sổ này, đấy, nó sẽ có quyển sổ. Đây là khóa nha. Đấy. Khóa rất đẹp, rất là xịn sò luôn mọi người ạ. Đây, khóa rất là đẹp luôn. Em sẽ mở cái phiên bản này ra để cho cả nhà mình cùng xem. Với phiên bản này thì mỗi một màu nó sẽ lại lấy ý tưởng từ một cái ly cocktail riêng. Ví dụ như ở bản này nhá, cái bộ sưu tập thì là nó sẽ thể hiện cái nền văn hóa của người Nhật, đó là họ sẽ thưởng thức nhâm nhi các cái ly cocktail rồi đúng không ạ. Còn đối với từng màu ở trong từng phiên bản thì họ sẽ lấy ý tưởng từ những cái ly cocktail của Ý. Ví dụ như ở bản này thì sẽ lấy ý tưởng từ cái ly cocktail đó là Negroni của Ý. Đó, nên là nó sẽ có một cái màu, đó sẽ là một cái màu đỏ thẫm như thế này. Nhìn trông rất là đẹp đúng không ạ? Và mọi người, khi mọi người nhìn nhá, thì mọi người nhìn vào bên trong đai ở mặt này, nó sẽ có cái sự lan tỏa từ trong tâm này, đúng không ạ? Từ trong tâm ra này, nhìn trông nó sẽ rất là đẹp luôn. Em phải nói là thật sự là khi mà nhìn vào trong cái màu mặt của phiên bản này ý, nó sẽ có cái cảm nhận nó sẽ dễ hơn là khi mà nói, bởi vì nói thì nó sẽ không thể mà diễn tả được hết luôn ý. Cọc số là cọc số kiểu như là cọc số học trò ấy, nên là mọi người cũng sẽ rất là dễ xem giờ. Nó kết hợp với cả cọc vạch ở đây, nó có lịch ở vị trí góc 3 giờ nha mọi người nha. Đấy, và mặt bên trong đây như mọi người có thể thấy là nó sẽ có các cái đường vân này. Phải nói là họ làm cái đường vân thật sự rất tinh tế luôn. Đó, nó trải vân này, rất đẹp nha. Đấy, bộ kim này, cọc số này, kính này. Kính thì đối với các phiên bản của dòng kính của Selco ấy, thì đây sẽ là một cái dòng kính cong. Đây là một dòng kính cứng cường lực nhá, nhưng mà nó sẽ là dòng kính cứng cường lực độc quyền riêng của thương hiệu Selco, nên là nó sẽ hơn hẳn so với là các cái dòng kính cứng cường lực thông thường. Vì đây là kính của nó là kính hãng, nên là cái độ chống trầy chống xước của nó cũng khá là ok, cũng phải trên 80%, và cái độ chống va đập của nó rất tốt. Đấy, đây là kính độc quyền riêng của thương hiệu Selco. Và như mọi người thấy là màu mặt này rất đẹp, rất tuyệt vời. Trên này thì sáng bóng cạnh thì của nó sẽ là phay xước, đó là sử dụng thép 316. Đây là núm nhá. Đấy, viền này. Đây ạ, đây là mặt trước nhá, và đây là mặt sau. Đây, mặt trước này, mặt sau này. Độ chống nước của nó sẽ là 53. Stainless steel này. Sử dụng module máy của nó sẽ là dòng máy 4R35.
Đấy, sử dụng dòng máy 4R35. Đây là phiên bản nội địa của Nhật, tức là made in Japan. Thì được sản xuất lắp ráp, tất cả các chi tiết linh kiện đều ở tại Nhật hết. 23 chân kính Selkotamkop, bộ máy 4R35B Japan ở bộ máy ở vị trí phía bên trong. Thì với bộ máy này thì nó sẽ có cái tần số dao động của nó sẽ là 21.600 ppH. Thời gian chi cót tối đa của nó sẽ lên đến 41 giờ đồng hồ. Đấy, và ở bên trong của cái bộ máy của dòng máy 4R35B này, nó sẽ có thêm cả một cái phần nữa, đó chính là cái hệ thống chống sốc độc quyền riêng của hãng. Thì với cái hệ thống chống sốc này thì nó sẽ giúp cho bảo vệ các cái trục bánh xe cân bằng ấy, thì nó sẽ khỏi những cái tác động bất ngờ, ví dụ như là bị rơi hay va đập. Đấy, thì nó sẽ giúp cho cái bộ máy nó sẽ chạy rất là ổn định. Đấy, nó rất là hay là như thế. Bởi vì với phiên bản của Selco Reset này thì nó sẽ, đây là một cái dòng cao cấp. Ngoài ra thì sẽ có chức năng, đó là chức năng hacking stop, giúp cho cái việc mà lấy giờ, đúng không ạ, lấy kim giờ, giây, phút nó rất là chuẩn, chính xác luôn. Đấy, chức năng hacking stop nha. Nhưng mà em phải nói thật sự là màu mặt rất là đẹp. Khi mà một người nhìn vào trong cái phiên bản này, nó sẽ có một cái liên tưởng giống như là mình đang nhâm nhi một cái ly cốc tai. Sau đó là ở đây nó giống như một cái để mà khuấy cái ly cốc tai lên ấy. Đó, hoặc là giống như mình đang ngồi ở trong một cái quán nào đó. Họ rất là đẹp luôn ấy. Đây mọi người thấy này, nhìn màu mặt nhá, ở vị trí phía bên trong. Với cả mỗi một cái ly cốc tai nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng. Bởi vì nếu mà anh chị nào mọi người chơi về cái đấy thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu hơn. Cái này thì em tự tìm hiểu thôi. Thì với các cái ly cốc tai màu đỏ của Ý này này, thì nó sẽ đại diện cho đó chính là cái sự sành điệu thông minh và rất là tinh tế. Vì mỗi một màu nó sẽ lại đại diện cho một cái ý nghĩa khác nhau nha. Nên là thực sự là không chỉ dành một cái đồng hồ là một cái gọi là để mình xem giờ đâu, mà nó còn có rất nhiều các cái ý nghĩa và các cái điều mà người thiết kế người ta muốn gửi gắm. Bản này là size 37.7, tức là rơi tầm size 38 rồi, và càng của nó sẽ là 45. Đấy, dây da đẹp nhá, khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Mẫu này thì như cổ tay của em đây là em đeo vừa luôn, màu đỏ. Nó cũng sẽ là màu huyết, màu mang đến cho cái sự may mắn. Đây mà mọi người thấy đeo trên tay này, rất rất đẹp, thề với cả nhà mình là quá xuất sắc. Mẫu này mọi người có thể check đằng sau đáy của nó nhá. Hoặc là đây mọi người có thể là check theo cái mã này. Đây ạ, đem cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây. Đây là Seiko Princess này, chữ cót này, chống nước này. Đang có giá tại các cửa hàng hiện tại đang là 13 triệu. 13 triệu. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Dây này, khóa này. Thấy chưa? Và mẫu này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 7.850.000. 7.850.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 615. Mã 615. Tiếp theo sang ở mã 616. Màu đỏ thật sự rất đẹp luôn. Các anh chị cứ mở hàng ra các anh chị nhìn sẽ thấy nó đẹp thực sự tuyệt vời luôn ý, không biết từ nào để diễn tả. Sang ở mã 66 thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình một cái thiết kế khác của Obedulo nha. Ở cái thiết kế này thì nó sẽ giống với cả của Rogobiop. Thì như hôm trước ý, thì em cũng có lên cho cả nhà mình cái form của Rogobiop, nhưng nó sẽ là cái bản dây thép. Còn đối với ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái bản dây silicone, ở ngoài nó sẽ bọc ra. Với phiên bản này thì nó sẽ mang một cái phong cách thể thao. Đó, đây ạ, nó sẽ có một cái lồng xoay, lồng tim ở vị trí phía bên trên ý. Nhưng mà cái lồng xoay này thì nó sẽ xoay tự do. Đấy, thì nếu như mà mọi người mà kiểu như là di chuyển cổ tay ấy thì nó sẽ xoay theo. Còn nếu như mà mọi người mà dừng lại thì nó cũng sẽ dừng lại theo nhá. Với phiên bản này thì sẽ có size mặt đó là size 43. Càng của phiên bản này sẽ là 50.4. Đấy, đây là 50.4 này, nó có lộ tim này, kính sapphire nguyên khối này. Đấy, và mọi người thấy là nhìn mặt đồng hồ rất là đẹp, nó giống như là kiểu các chiến binh, các kỵ sĩ ấy. Vì nó cũng lấy ý tưởng từ những các cái thiết kế gọi là giống như là của Rogoriot. Chi tiết liền ngoài này thì nó sẽ có khắc và có chuyện các phần thông số của nó đi kèm, núm này, logo mặt trước mặt sau. Bản này ở đây nó sẽ ghi đó là Conception de France, sử dụng bộ máy Mi của Citizen với độ chống nước là 53, automatic nhá, dây silicone.
và phía bên trên này được bọc da. Thì với bộ dây này thì độ đàn hồi của nó rất là tốt, ôm tay và không bị mùi đấy, và khi lên tay rất đẹp, rất là sang. Mẫu này sẽ dành cho anh nam có chu vi cổ tay tầm từ 17 trở lên, size 43. Càng của mẫu này là 50.7. Mẫu này lên tay nó sẽ rất là thể thao này. Đây mọi người này, đeo tay này nó rất là đẹp nha. Mẫu này full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Và em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này là 4.850.000, mã 616. 4.850.000, mã 616. Tiếp theo sang ở mã 617. 617 thì em lên nốt cho cả nhà mình ở một cái bản full hộp. Sau đó em sẽ lên ở hai mẫu hoàng si cho cả nhà mình. Đây là phiên bản của Dominic. Dominic thì em cũng về khá là nhiều rồi, rất là nhiều mẫu. Gần như là các cái mẫu của Dominic thì bên nhà em cũng đã có đấu gần như là đủ cho cả nhà mình đúng không ạ? Mẫu nào cũng đã về rồi, nhưng mà có những mẫu mà hết hàng. Đây, mẫu này thì là em mới về lại này. Đây là bản Dominic Automatic, mẫu này cũng sẽ có cả chợ có tay đi kèm. Nó có lịch thứ nhá, tháng này. Ở đây nó còn có cả cái kim này của nó là kim dây. Kim này của nó là kim dây mọi người nha. Rất là hay. Đây ạ, kim này, kim dây này. Đây là kim giờ, kim phút này. Đây là lịch ngày, lịch tháng, lịch thứ này. Kim dây á, đợi nó chạy đến đây. Tranh thủ thì em sẽ test luôn. Đây là nó đang chuyển sang ngày mới rồi mọi người ạ. Đấy. Đây là đang chuyển sang ngày mới nha. Đây, khi em bấm này thì đây là mình chỉnh lịch nhanh, lịch ngày ấy. Đây là khi bấm là mình sẽ chuyển lịch nhanh của lịch tháng. Bấm vào đây là sẽ là chuyển lịch nhanh của lịch thứ. À, nó còn có cả một cái niềng xoay trong ở bên trong này nữa. Đấy. Còn cái kim dây mọi người đợi một chút xíu nhá. Dây này nó đến chỗ 60 này, xong nó lại sẽ chuyển về số 0 luôn. Nó thiết kế rất là lạ luôn. Đây ạ. Đấy, bắt đầu nó chuyển về số 0. Dạ vâng, đấy là cái kim dây. Đây là kim giờ của nó, là cái kim kiểu dạng như là hình búp sen ý. Nhìn trông nó rất là đẹp nha. Đây là chi tiết niềng này, núm này. Thì tất cả các chức năng là đều đang hoạt động rất là ok đúng không ạ? Dây của nó là một cái bộ dây thép với các cái thiết kế vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau, chốt hóa nguyên zin. Đằng sau đáy này thì sẽ có logo tên thương hiệu của Dominic ở vị trí phía bên trong nha. All Stainless Steel, đây là thương hiệu nội địa và nó sẽ sử dụng bộ máy của Dominic luôn. Này, nó sẽ có chuyện ở bên trong của bộ máy. Size mặt ở bàn này là size 41.1, càng của mẫu này là 50. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, lộ cơ, mặt trước này, mặt sau này, viền này, vỏ, dây chốt khóa. Bạn này em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2.700.000. 2.700.000 nhá, 2.700.000. Mã 617. Đó. Full hộp. Nó có giấy hướng dẫn đi kèm ở bên dưới như thế này, và trong đơn thì em sẽ có gửi đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Hàng tới nơi thì mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra rồi là thanh toán cho shipper. Tiếp theo sang ở phiên bản mã 618. 618 thì em lên một cái bản của nữ nha. Mẫu này là mẫu Citizen của nữ này. Ở bản Citizen này là mẫu Eco Dry pin năng lượng mặt trời. Đấy, thì cái bản này thì cũng hơi tiếc là nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Mặt kính thì không có một vết chảy xước gì cả. Thường thì các cái dòng Eco này em thấy là người ta sẽ hay sử dụng kính sapphire lắm. Nên là không có một vết chảy xước gì hết nha. Lịch này. Bản này nó còn có cả một cái múi giờ, đó là một cái múi giờ thế giới nữa. Đấy, nó sẽ có, đó là ví dụ như là Việt Nam mình sẽ theo giờ của Bangkok này, London này. Đấy, rất là nhiều ở đây. Đấy chưa? Nó có lịch mặt bên trong này, trải vân này, viền nhá. Dây này, phay xước này, chốt khóa nguyên zin. Mẫu này còn là radio control nữa, tức là nó cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Và hiện tại thì trên thế giới là đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Và này là phiên bản nội địa, phiên bản made in Japan này. Module máy là dòng H240. Cái này thì em cũng sẽ cố gắng là chỉnh giờ trước cho cả nhà mình. Thì lúc nào mà hàng tới nơi thì mọi người chỉ việc đó là các anh chị đeo lên tay thôi.
Còn nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn để mọi người tự chỉnh khi mà mình đến các quốc gia khác ấy, thì mọi người sẽ tìm hiểu trên Google hoặc YouTube. Đó là chỉ cần search đó là Citizen, cách chỉnh Citizen H240 là sẽ ra thôi. Có nhiều video hướng dẫn lắm, size 27.2. Càng có mẫu này là 34.3. Mẫu này đeo lên tay cực kỳ xinh nha mọi người nha. Cái này mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết đấy ạ. Bản này em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là 2.450.000. 2.450.000 nhá. Đây là một cái bản mà độ mới của nó rất là cao. Vì dây của nó còn dài thoải mái luôn. Chỉ tiếc là nó không về hộp đâu ạ. Đó, 2.450.000. Bản này sẽ ở mã 618. 24. Bình thường các cái mẫu mà của dòng Eco này thì giá hãng của nó cũng khá là cao đấy, không hề rẻ đâu. Nó gần như tương đương với cả một bản cơ luôn. Mã 618 sang ở mã 619 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em lên cho cả nhà mình một cái bản, đó chính là phiên bản của Senhono. Đây là thương hiệu đến từ Pháp. Đấy, bản này là bản pin. Mẫu này nó sẽ sử dụng đó là máy Thụy Sĩ nha mọi người nha. Đấy, Swissmade. Nó sẽ sử dụng máy Thụy Sĩ. Bản này có tổng cộng của nó là 6 kim, chạy chức năng chronograph, cọc số học trò. Đấy, mặt bên trong này rất đẹp, kính thì cũng chưa thấy vết chảy xước gì cả. Nó cũng sẽ làm phay xước này, núm này, mặt sau này, dây này, dây nguyên zin nhá, khóa nguyên zin này. Bản này là một cái form kiểu hơi hình chữ nhật một chút xíu, nhưng mà nó rất là dễ đeo. Size 33.7 và càng của mẫu này là 40. Em đeo lên tay cho cả mình xem này. Mẫu này đeo lên tay đẹp lắm luôn ý. Anh nam nào mà có cổ tay tầm 16.5, 16-16.5 như tay em nhé mọi người này, nhìn ngoài đẹp cực kỳ luôn. Bởi vì nhìn ngoài nó sẽ lên đúng cái form của nó. Mà khóa này thì nó tiện lợi, các anh chị chỉ việc đó là luồn dây một lần thôi. Lần sau mình cứ thế là mình sạc khóa mình lên tay. Bản này thì em cũng máy Thụy nhé mọi người nha. Máy Thụy. Bản này em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 1.750.000, 1.750, mã 619. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585812, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Dạ vâng, em chào tất cả mọi người ạ.